clip này mình sẽ quay lại cái con xì bo 99 bữa mình quay buổi tối quá, nó không có đẹp ha mọi người ha, nó không có thấy được hết mấy cái nét đẹp của cái con xe, nên giờ clip này mình sẽ xuống mình quay lại theo yêu cầu của mấy anh em. Nó trời quay buổi tối đèn đường vô nó xe đẹp nó cũng thành xe xấu nữa, nên giờ cái clip này mình sẽ quay lại ha mọi người. Xe này đúng nghĩa là chủ xe không đi luôn mọi người, cứ để yên trong góc, tại giờ nhà xe cộ nhiều quá giờ nên chia bớt, nhưng mà chủ xe vẫn còn một con khủng khiếp hơn nữa nha mọi người, nên chia lại cái con này cho anh em nào chơi sở hữu ha. Xe đúng chất là đậu chỗ chùm mền luôn, bữa quay nó buổi tối nó hơi ấy, bây giờ quay lại để chút dắt ra ngoài sân rồi nổ máy cho mọi người nghe ha. Nói chung là chủ xe này có xe nhiều lắm, chiếc này là để dựng góc nhà chùm mền vậy đó. Rồi con xe mình dắt ra ngoài sân rồi nè mọi người, giờ quay sơ sơ về ngoài lại cho mọi người xem kỹ thiệt kỹ ha, rồi chút xíu đó mình nổ máy ha. Con xe này cái máy chất lắm, mình sẽ quay từ trên xuống. Cặp kính chiếu hậu là zin đúng theo xe thùng nha mọi người, không phải là hàng linh kiện hàng tồn gì nha, cái chén nó xòe ra nè. Cặp kính chiếu hậu là đúng theo xe thùng ha, mặt nền đồng hồ đỏ tươi đỏ ao luôn nha mọi người đó. Cặp cụm hai bên tới công chuyện luôn nè, bao tay zin, gù zin quá đẹp luôn, nút đỏ ao nè, còn xài được hoạt động mấy nút tắt máy hoạt động tốt luôn nè, bao tay zin, gù zin, tài thắng zin, logo chữ S nè, tài thắng zin không có bị ngã cong quẹo gì hết ha, vàng áo zin theo xe. Vì theo xe mấy chục năm thì có gãy 1-2 bát nha mọi người, nhưng mà không có ảnh hưởng gì hết, đã làm xử lý lại hết rồi nha. Áo jean đỏ đô phục trước này, phục trước heo dầu còn quá đã luôn, dễ đấy mọi người, không có bị chảy xước mấy cái nước sơn jean này vẫn còn luôn nha. Chân ốc còn xanh âm đó. Tân Lan tháng 11 năm 99 nè, cầm nú cầm này mới chuẩn bị hơi qua chì thôi nha mọi người, nhưng mà vẫn còn sáng nha, chưa có xuống chì là nó cũng oxy quá nhiều rồi ha, còn này là nó còn sáng nha. Đúng mà câm mà nguyên bản mà không có ngâm không có nhuộm là sẽ có cây sáng, cây nó hơi chì, nó không có đều nha mọi người, còn đều hết mấy chục cây mà đều hết luôn là câm đã xử lý rồi, người ta xử lý cho đều hết chứ đâu ai xử lý cây đen cây trắng đâu mà đó. Áo đúng zin theo xe nha mọi người, cái nhựa không đây nè, cạo ra nó vàng nha, kèn mô bin sườn, nói chung là xe này đúng nguyên bản theo xe thầy, dây công tơ mét đồ, dây ga dây e dây con là đúng của nó luôn ha. Nắp đầu chưa mở chưa rút ra bao giờ luôn nha mọi người, chỉ có cái chụp buri của Seaboy nó hơi dở nên phải thay cái chụp buri này ha. Chụp buri zin của Seaboy thật sự là mình không phải chê, nhưng mà nó đi dở lắm nha mọi người, chụp buri zin Seaboy đúng nguyên bản từng con ốc luôn ha. Rồi quay qua đây, nồi chưa mở đây nè, ốc nó còn xanh đều luôn nha, cũng có phơi mưa phơi nắng nhiều rồi nên nó thấy nãy giờ mới chùi bụi đi chứ chưa có rửa nhiều à. Cần thắng chỗ này là không bị khuyết nhiều, có nhiều gần thắng á, đạp riết nó mòn nó khuyết chỗ này luôn nha, giò đạp
ok, chưa có bị xệ luôn ha. Ốc tán nguyên bản luôn. Xe nồi chưa mở thì khỏi có coi, cần coi cái vụ mà máy giữa rồi này nọ ấy ha, ha mọi người ha. Đầu nồi chưa mở mà máy giữa là còn lớp keo luôn ha. Để chút xíu mình kiếm cái góc nào mình quay cái lớp keo cho mọi người xem. Bốn miếng sắt gấp sườn cùng một xe chứ không phải là vô đồ ghép qua ghép lại nên nó cùng một màu ha. Cái gấp còn rất là đẹp nha. Cái bô không tiêu zin, cái sơn zin chạy chỉ luôn. Gấp thì tăng sơn thì cũng có hơi bị chạy chạy đây chút, nhưng mà cái đó là thường thường hầu như xe nào mà có sử dụng thì cũng phải có ha. Cục gấp nè, nước sơn nước xi còn sáng luôn nha. Chung là xe này đúng nguyên bản, chủ xe mua sao là để vậy đó. Giờ ví dụ như có canh chỉnh rồi xăng gió rồi này nọ thôi, chứ không có đụng chạm thì cái con ốc nào trên xe hết ha. Có nhông sinh dĩa mòn thì thay, vỏ mòn thì phải thay nha mọi người, đó nguyên bản hết luôn nè. Logo tam giác zin nè. Đèn lái là hay bị gãy hai cái chốt vậy lắm nè mọi người. Xe này là còn nguyên, xe này ít cứ đi tour đi phượt như mình nó còn nguyên hai cái này. Chứ gặp như mình mà cứ xách xe đi đường xa riết là mấy cái này nó hay bị gãy lắm ha. Rồi cái bữa là mình không có gắn cái cao su cản đâu, nay vô gắn vô nè mọi người nè. Đúng của nó, của ấy là chữ S ha. Ổ khóa trước sau zin, dàn áo là tem zin. Gấp bên này nhìn xa tổng thể con xe này nó đồng đều, nó đều đồ lắm nha mọi người, đâu có chỉnh sửa gì đâu mà không đều được. À, trước sau cần số nè mọi người, vô số nhiều ít gì đó thì nó mình thì đạp vô số nó sẽ mòn đây nhiều ha, còn cái này là còn không mòn nha mọi người. Thì cần số sao này nè, chủ xe này là gì? Vô số theo kiểu đạp tới rồi móc nên chỉ mòn là mòn phần này thôi, còn phần này là còn y nguyên luôn hả. Còn vô số mà cứ đạp đằng sau riết là bị chạy cái má sườn này nha mọi người, đó cứ mình cứ quen cái kiểu đạp số đằng sau á, chạy cái má sườn này mòn cái cần số, vừa mòn cái trước vừa mòn cái sau luôn ha. Chống nghiêng nước sơn zin hả, chống nghiêng chống đứng là nguyên bản luôn, không có tháo khỏi xe đâu nha. Về anh em rửa dầu rửa này nọ lại là sạch sẽ ha, lại để đâu nè người bụi nè. Phục sao zin luôn, xe này cái sườn còn đẹp lắm. Mâm lửa nắp bưới cá thì phải có mở nha, để thay nhông sinh dĩa nha. Bật bẩn nè, zin luôn. Cái lớp keo giữa dưới đây. Đây. Đây lớp keo giữa đây còn thấy rõ đó mọi người. Đó. Chung con xe này sạch đẹp và nó nguyên bản lắm. Đẹp. Cây bô là cũng còn được nè mọi người ha, cổ cũng còn gam ok, nắp đầu là cũng có bảo quản kỹ, cũng có chùi rửa nên không có bị lên móc lên meo như mấy cái xe mà không có bảo quản ha. Tại vì cái chủ xe này cũng biết cách chơi xe nên bảo quản tốt. Rồi mình quay xa xa tổng thể con xe này ha, nhìn xe có duyên lắm nha mọi người. Đó, thì xe nguyên bản đó giờ sao để đi vậy, thì nhìn con xe nó là khỏi có gì mà phải chê rồi. Chứ còn xe mà mình vô đồ này đồ nọ nhìn con xe nó lẩm chởm, nó không có đồng đều ha. Còn con xe này là bảo đảm là nguyên bản, thay nhông sinh dĩa cặp bẩn thì bị tét quá giòn quá phải thay cặp bẩn, rồi cái dây thì bị rách thì thay cái dây thôi nha mọi người. Còn tất cả vị trí trên xe
ba ga đúng phiên bản mà 5900 hồi đó. Cái ba ga đó bây giờ là cũng không còn sản xuất nữa ha. Xe nó này là từng chi tiết luôn nha mọi người. Ổ khóa nè, có đệm cao su trồng nè, chìa khóa zin nè, có mã nè, hai chìa khóa zin luôn ha. Rồi bây giờ mình nổ máy ha mọi người. Xe này đầu nồi chưa mở nên tê lắm. Hơi còn chắc nịch nè mọi người. Máy thì thầm cái nồi em ru à. Đây là cái tiếng re re của lò lồng lỗ nè mọi người, để cho mọi người nghe luôn. Lồng lỗ áp tan đa nó sẽ nghe cái tiếng re 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 trong cái lồng nè đó. Nhưng mà vậy là nó mới là đúng nguyên bản đúng zin nha mọi người, tại căn bản cái lồng xì bo lồng lỗ áp tan đa mà trong hãng sản xuất ra là cái trái đó là lỏng nha mọi người, không thể nào bóp được nha, nên chắc chắn là sẽ nó có tiếng re re. Nhưng mà khi mình đi nóng máy lên cái xe nó chạy phơi lắm. Siêu phẩm nha mọi người, tiếng nổ hay lắm. Xe zin nguyên bản, tiếng bồ nổ thì thầm từng tiếng, không có bị tắt máy bậy ha. Giờ mình mở cái yên lên nha. Ở bên trong cái yên là cũng dạng dữ dằn luôn. Đây, yên trong nè mọi người, đồ nó đều từ trên xuống dưới luôn ha, chạy chỉ thôi. Bị hằn hai cao su yên thôi nha. Có dấu hằn chứ chưa bị trầy nha. Chủ xe kỹ quá trời kỹ luôn, rửa xe sao mà bao nhiêu năm tháng mà cái mọc này chỉ hơi hơi mờ, chắc rửa xe chắc lấy cọ chùi chừa cái mọc này lại quá. Còn nguyên cái mọc luôn nè, không từng vị trí là nguyên bản hết. Này, số sườn số máy là mười, thấy không, ít có bị sang tên đổi chủ nhiều á, bị ít bị giám định nên số sườn số máy còn sắc nét rõ cực kỳ luôn, nét nó mỏng nha. Còn mình bị giám định mình cà riết thì cái nét nó sẽ dày hơn ha. Cản zin ngay ngắn hết luôn ha. Cao su cản cặp chữ S đầy đủ luôn. Bát chặn bình nhỏ học zin. Nói chung là dàn áo dàn đồ xe này là nguyên bản hết, không có đụng không có chạm hết. Chỉ là thay cái vỏ yên với lại cái bửng rồi là xong ha mọi người ha. Rồi anh em nào chơi con xe này thì mạnh dạn liên hệ mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0924 3939392. Giá công khai mình bán là 420 triệu ha mọi người ha. Rồi anh em nào mến thích dòng 99 mà xe zin đầu nồi chưa mở, chưa đụng chạm tới một bất cứ cái gì trên xe hết thì chơi con xe này là hợp lý ha. Rồi bye bye mọi người.